Chào các bạn, hè đến món đồ uống nào là món tủ của các bạn? Bỏ qua trà chanh, bỏ qua trà đào. Hôm nay Ly sẽ chia sẻ một cái cách pha trà mới đảm bảo ngon xịn như ngoài hàng, đó là trà đào. Để pha được một cốc trà thì nguyên liệu rất là đơn giản. Trước tiên mình cần hai gói trà xoài, một cái ly thủy tinh khá đẹp và một cái lọ mà có nắp đậy kín một chút. Đầu tiên mình sẽ bóc hai cái gói trà xoài này và cho vào trong hũ thủy tinh. Loại trà xoài mà Ly dùng này là có luôn cả cái hạt chia ở bên trong các bạn ạ. Rồi mình sẽ rót vào đây 100ml nước sôi. Phải quậy cho nó tan hết cả cái trà này với cả nước. Quấy đều lên. Giờ thì mình sẽ xử lý đến phần xoài. Cái quả xoài chín này mình sẽ bổ một nửa. Một nửa mình sẽ dùng để làm trang trí, còn một nửa thì mình sẽ cắt thành những cái viên vừa miệng để mình sẽ cho vào trong cốc trà. Phần này mình dùng để trang trí nên mình sẽ bổ như thế này. Các bạn theo dõi mình làm nhé. Đây là cái cách bổ xoài mà vừa nhanh, vừa tiện mà lại vừa đẹp nữa. Nếu như mình muốn thu lấy thịt xoài thì chỉ cần sau khi bổ này là mình dùng cái thìa mình múc một cái ra là được hết. Rồi bây giờ mình bắt đầu bửa nó ra. Đó, nó tạo thành những cái hình này, rất là đẹp. Phần còn lại thì mình cắt thành những cái viên như thế này. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho đá vào trong cái bình nước này nhá. Kế đến là mình rót trà vào. Và đây là cái bước quan trọng này. Mình sẽ đậy cái nắp thật là chặt. Và sau đó lắc nhiều lần là lắc mạnh. Để cho đá tan ra cho trà mát lạnh. Và đồng thời nó tạo ra những cái bọt rất là đẹp. Các bạn nhìn này, Ly đổ ra này, nó có một cái lớp bọt ở phía trên. Các bạn thấy không? Mình sẽ thêm đá và xoài cắt miếng vào. Sau đó là trang trí bằng một cọng bạc hà hay bất kỳ một cái lá gì đó cho nó đẹp. Là cốc trà của mình đã sẵn sàng để thưởng thức rồi đấy.